Dạ, mến chào tất cả anh chị trên cả nước nha. Hiện tại những hình ảnh mà tất cả anh chị mình đang xem ở đây là cái giống vú sữa Mika ha. Có một anh khách ở Cần Thơ đến trực tiếp trại giống để lựa chọn luôn anh chị. Vừa cứng cái lô này ở trong vườn mang ra trại giống thì đã có anh khách đến chốt ngay cho mình là 50 cây nha anh chị. Hàng lô hôm nay rất là đẹp anh chị. Anh chị mình có thể thấy trên video ha. Em không hề quảng cáo anh chị. Lô này cực kỳ là đẹp luôn. Anh chị nào mà đang có nhu cầu mua trồng giống vú sữa Mika không mũ thì có thể tham khảo cái lô này nha. Lô này hiện tại thì em có khoảng 300 cây anh chị, 300 cây. Thì chất lượng của nó là 8-10 với nhau anh chị, mình thấy nãy giờ xuống hàng toàn bộ là những cái cây đẹp không à. Anh chị mình có thể thấy ha, trực tiếp ở đây. Thì anh khách đến trực tiếp thì lựa chọn cho nó dễ nha anh chị. Nếu mà ở gần Chợ Lách Bến Tre, anh chị mình cứ đến trực tiếp bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình lựa thoải mái. Ưng cây nào lấy cây đó về trồng cho nó an tâm, cho nó chất lượng nha. Rồi những anh chị nào mà ở xa muốn mua thì cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình ship code tận nhà. Cũng như là nếu mà anh chị mình mua số lượng nhiều, bên em sẽ có những hình thức hỗ trợ vận chuyển để cho anh chị mình lựa chọn nha. Giao bằng xe tải nè, giao qua nhà xe nè, giao qua những cái nhà vận chuyển thứ ba, thứ tư để cho cây đến tay anh chị mình là khỏe nhất có thể nha. Nếu mà thuận đường, em đang có những cái chuyến hàng đi gần khu vực anh chị thì em sẽ re-ship cho anh chị luôn. Nếu mà số lượng ít, dẫn re-ship luôn nha anh chị. Ha, thì bên em nói chung là cũng đi đi các tỉnh nhiều anh chị. Thì tuần nào cũng có đi, nói chung là tuần nào cũng có đi hàng đi tỉnh, xe lớn anh chị. Thì nếu mà ngay chuyến thì bên em sẽ ship luôn xe cho anh chị luôn. Anh chị mình cũng không mất ship nha. Rồi đối với những anh chị mình mua online á, thì sẽ 5 cây trở lên em hỗ trợ bao ship nha anh chị. Còn anh chị nào mà đến trực tiếp thì bao nhiêu cũng được ha. Đây 1-2 cây bên em vẫn ship bình thường, nhưng mà 1-2 cây thì sẽ có phí nha anh chị. Có phí nó dao động từ 30 cho tới là 50 ngàn tùy khu vực xa gần. Thì thường là phí là khoảng 30 ngàn anh chị. Anh em sẽ hỗ trợ anh chị mình phí trọn gói là 30 ngàn. Giờ đóng gói nè. Vận chuyển ra bên bưu cục nè và giao đến tận nhà cho anh chị mình luôn với phí là 30 ngàn, một đơn hàng như vậy thôi. Còn nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu tham khảo chi tiết hơn về cái giống vú sữa Mika này thì cứ liên hệ trực tiếp với hotline, bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình 24/7 nha. Và cô chú anh chị mình cần kỹ thuật tư vấn về khoảng cách trồng, về cách chăm sóc như thế nào thì bên em luôn hỗ trợ anh chị mình và đồng hành anh chị mình đến khi mà cây bên mình có trái nha.